Hello, xin chào các bạn. Hôm nay Felix sẽ gửi tới các bạn một chạm bơm hai hút phân có định lượng đây, và phía trên của nó là van điện từ. Đây là một cái sự kết hợp mới của Felix và tủ điều khiển nha. Tủ điều khiển này sẽ có hai kênh, kênh điều khiển van và kênh điều khiển bơm. Đây là con bơm 750 MHB. Đây là đầu hút của bơm, đầu 49. Và vào đây là một cái rắc co. Wow. Một cái rắc co của Vanfit. Nó có thể tháo lắp cho dễ dàng. Và đầu hút bên này là đầu hút phân. Và đây, qua đây cũng sẽ là một cái rắc co đi lên hai cái Venturi hút phân. Đây là định lượng. Đó, có vạch. Và có thể tăng chỉnh. Đây. Và phía trên là để dùng các bạn cho vệ sinh á. Đây, đây là van điện từ. Van này 24V. 24V DC. Đi lên nó cũng sẽ là cái rắc co để tháo lắp và sửa chữa cho dễ dàng. Và qua đây, đây là một cái van để đóng ngắt. Khi các bạn không cần hút phân nữa thì các bạn ngắt lại. Đây là một cái van để cho các bạn xài nước hoặc là xả nước ra cho khi nó bị nghẹt á. Đây, phía đây là một cái tê đi xuống. Tê này có thể gắn một cái rơ le cảm biến. Nó và phía trên là đồng hồ áp. Đó, phía sau nó là một cái rắc co, đây là đầu lên cũng là 49. Bên đây là một cái van để mồi nước. Tiếp nó là một cái nối ra ngoài 34. Và bên đây. Đây. Mình đã cố định là cho tủ kết hợp với trạm bơm luôn. Đi lên. Đi lên là một cái van xả khí 34. Đây là phao mút nổi, phanh xả khí, phao mút nổi nha. Đi xuống là một cái rắc co van. Dùng này đóng ngắt không? Đây, đóng ngắt. Đi xuống đây là lọc 49. Đây, lọc Y. Chỗ này các bạn có thể gắn một cái đồng hồ áp để đo cái áp nước ra. Phía dưới là đầu ra là của 49. Đây còn bên phần tủ điều khiển. Đây là đèn nguồn. Đây đèn nguồn bên mình là auto là màu vàng nha. Và đèn bơm. À, công tắc ba chế độ auto off main. À, auto là tự động, off là tắt và main là chế độ bằng tay. Bên đây là công tắc của van. Và xíu nữa mình sẽ gắn vào cho các mình bổ sung thêm. Đây là công tắc điều khiển. Các bạn muốn điều khiển tự động bằng wifi á, bật qua trái là đèn nó sẽ sáng. Hoặc là timer là bật qua phải. Phía dưới nè. Phía dưới là oxy cap. Oxy cap này để giữ dây và chống côn trùng và có thể xả nhiệt. Đây, bên trong. Đây, phía bên trong mình có ký hiệu nguồn, tải và van. Các bạn về để đấu vào rất là nhanh gọn. Đây, điện đi lên, điện nguồn lên. Lên CB. Đây là CB 25. Và đi ra. Nó sẽ lên khởi. Đó, từ khởi sẽ ra hai cục điều khiển. Đây là cục Wi-Fi add on off điều khiển trên app eWheeling, hoặc là có thể điều khiển bằng tay thông qua nút nhấn này nè. Đó. Đây là timer hẹn giờ, nó có thể bật tắt 16 lần trên lần một ngày. 16 bật tắt 16 lần trên một ngày. Và đây là cục nguồn để
chuyển đổi từ 220 xuống 24 để điều khiển van đó. Đây, bên đây là đèn và công tắc. Chào tạm biệt mọi người, mình là Folix. Nhớ bấm đăng ký để xem thêm nhiều video về nông nghiệp hữu cơ, mô hình ứng dụng và sản phẩm cho nông nghiệp nhé.